Tiệm bạc này vừa bị trộm thâm viếng. Chỉ có điều chủ tiệm trình báo mất trộm tài sản cả tỷ đồng, nhưng khi điều tra xác minh, đối chiếu thì số tài sản bị mất chỉ khoảng 150 triệu đồng. Sáng 21 tháng 5 năm 2018, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, vào rạng sáng ngày 20 tháng 5, người dân ở khu vực chợ Tân Hiệp dọn hàng ra bán và phát hiện cửa của tiệm bạc Thanh Bình ở ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành của ông Văn Thanh Sang, 38 tuổi và bà Phan Thị Tơ, 37 tuổi, làm chủ tiệm bị mở cửa. Trang sức bạc rơi vãi dưới sàn nhà, người dân đã báo cho chủ tiệm bạc và cơ quan chức năng. Công an huyện Châu Thành đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, một cửa chính bị mở nhưng không có dấu hiệu cậy khóa. Bên trong tiệm có hai tủ trưng bày nhiều loại nữ trang bằng bạc và inox. Tuy nhiên, kẻ trộm chỉ lấy trang sức bạc, còn tủ đựng trang sức inox vẫn còn nguyên vẹn. Ban đầu do chưa xác định số lượng tài sản bị mất nên chủ tiệm đã trình báo với cơ quan chức năng tổng số tài sản bị mất trộm khoảng 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đối chứng các chứng từ với cơ quan chức năng, bị hại đã xác định tổng số tài sản bị mất trộm khoảng từ 100 đến 150 triệu đồng. Công an huyện Châu Thành đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự trích xuất camera của tiệm bạc điều tra truy bắt các nghi can. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.